ba trở về vào trong trong cái dịch này rồi vào trong máu, đúng chưa? Máu thì nó tuần hoàn chắc chắn phổi đi sinh đến đi đến phổi, thì tại phổi kết hợp với cái thắt cầu, thắt cầu mà nó được mang đi từ đây để cộng lại với nhau. Như vậy chúng ta sinh ra cuối cùng cái thắt cầu ha, và chúng ta không có thừa một cái ông nào cả, không thừa một cái ông nào cả. Chỉ có CO2 mới đi được, được không? Rồi. Được không? Nói lại ha, được không? CO2 và nước, CO2 và nước, CO2 thì đi ra ngoài, nước còn giữ lại. Được chưa? Rồi thì những kiện là thế nào? Nếu chúng ta sẽ có hai ion chính là H cộng và HCO3 trừ, đúng chưa? Nếu chúng ta có nhiều ion HCO3 trừ thì chúng ta bị nhiễm kiện. Nếu chúng ta có nhiều ion H cộng thì chúng ta bị nhiễm axit. Rồi nhiễm kiện và nhiễm axit là do cái gì? Do quá trình tăng thải khí CO2, tăng thải hoặc giảm thải. Nếu tăng thải CO2, nếu tăng thải CO2 ha, thì cái vận chuyển này nó sẽ giảm nè, đúng chưa? Tăng thải CO2 tạo thành nhiều ion HCO3 trừ và sinh ra nhiều ion H cộng, đúng chưa? Tăng thải CO2 rồi khi đến phổi chúng ta tăng thải cái gì? Tăng thải cái ion này, đúng chưa? Tăng thải HCO3 trừ nhiều như vậy, ion H cộng sẽ còn lại nhiều hơn ở trong mô. Như vậy hai quá trình này, đây là kiềm, đúng chưa? Đây là nhiễm axit. Tăng thải hoặc giảm thải khí CO2 thì nó sẽ sinh ra cái ion hồng nhiều hơn. Rồi ngoài ra chúng ta thấy là còn cái cơ chế này nè, CO2 nè kết hợp nhiều nè, đúng chưa? CO2 kết hợp với nhóm amin, như vậy tăng thải, tức là tăng phản ứng này ra thì sinh ra nhiều ion, nhiều ion H cộng, đúng chưa? Lấy amô nhiều thì sinh ra nhiều ion H cộng. Rồi giảm thải thì sẽ sinh ra ion này nó sẽ giảm, đúng chưa? Như vậy chúng ta sẽ có hai cái cơ chế này, hai cơ chế làm đây. Bây giờ HCO3, H2CO, HCO3 trừ, còn H cộng, đúng chưa?
vì du lịch này. Rồi, H cộng này được sinh ra. Đây là cái cơ chế của nghịch bình thường, chúng ta H2SO3 là H2SO3 rồi H cộng được thôi. Thì nó phân ly của axit, hàng số phân ly của axit yếu. Rồi, H cộng này nó sẽ kết hợp với hemoglobin. Như vậy trong máu chúng ta còn H cộng nữa, H2SO3 trừ 1. Rồi, rồi đi đến phổi. Cái này trong đây quá trình có cộng thêm CO2 nữa trong cái cơ chế này. Được chưa? Đi đến phổi. Cái này đi đến phổi. Mình biết không? Hemoglobin đi đến phổi thì oxy ở ngoài môi trường có phải gắn vào hemoglobin không? Gắn vào đây thì nó sẽ đẩy cái H cộng ra. H cộng này kết hợp với HCO3 là CO2 là đúng không? Thì CO2 này phân áp ở phổi này, cái môi trường này thì nó cao hơn, nó đẩy ra ngoài, đúng chưa? Trong cái xét nghiệm của mình, trong xét nghiệm thiếu máu có HCO3 trừ không? Đúng. PO2 không? SPO2 không? Có CO2 không? PCO2. Tức là do cái này để làm cái gì vậy? Vâng, hoa to hô hấp, hôm qua cái bài acid á, acid acid cổ hô hấp đi. À, nhưng có cái bài đó, những to những kìm đó. Đó, xét nghiệm đặc hiệu cái hô hấp kìa. Tóm lại là nó nhiều acid, nó nhiều acid thì nó sẽ bị những to, chưa? Rồi. Thì cơ chế đó là nó liên quan tới cái gì? Liên quan tới việc hô hấp chúng ta là tăng thải CO2 hoặc là giảm thải CO2. Tăng thải bằng cách thở nhanh mà đông, giống như con chó nó thở vậy đó, thở nhanh mà đông là con chó thở. Còn thở chậm mà sâu ha, là mấy người mà tập yoga thiền rồi đó ha, là giảm thải khí CO2. Được chưa? Rồi. Qua được tiếp chưa? Ok ha. Nhưng mà chúng ta sẽ có hai cái cơ chế đó là vận chuyển khí oxy thì nó dựa vào hai cái axit amin và histidine. Ngoài ra nó còn có cái protein nữa là BBC. Vận chuyển CO2 thì nó thông qua hai cơ chế. Cơ chế thứ nhất là tác dụng với lại nhóm amin. Cơ chế thứ hai là tác dụng với hệ đệm. Hai sử dụng cái hệ đệm. Rồi tiếp. Thật là rõ ra hiểu hiểu rõ thì nó đi qua. Chứ ở trên mạng đó là nó để một tử sắt nó nói hai oxy vô tại tử sắt. Thì nó không để như vậy. Nó oxy làm giữa cái này với sắt để lợi sắt qua một bên. Dạ, F2 cộng oxy đó nè. Không, oxy một bên, hai oxy liên kết với nhau thì gắn với sắt. Hai oxy liên kết như thế này. Dạ. Không đúng. Đấy, anh mới hiểu vậy đó. Vì bản chất oxy là liên kết O. Đúng chưa? Sao nó hai liên kết này là hai liên kết phối trí. Mình lấy dùng cụm từ của thằng kia. Muốn tìm hiểu cái này nó có cái gì nữa, mình tìm về hóa. Đấy. Mình coi đó đi, không phải chỉ là mỗi thằng đo còn một cụm từ vô hành cái này trắng như này. Đấy, dùng chung. Còn phối trí là hai liên kết. Tiếp đi. Nên có thể này mình về lại. Rồi, nó kết hợp với CO. Cái CO này là một cái khí độc. Có trong những cái khí thải động cơ mà khi chúng ta còn hít vào á thì nó sẽ cạnh tranh gắn lên cái vị trí gắn oxy trên hemoglobin. Thay vì gắn oxy nó sẽ gắn CO vô. Cái chỗ hồi nãy chưa xong cái đó rồi.
gắn cái chỗ có oxy nó như thế này. Tức là cái này nãy đây nằm ở giữa sắt với lại với lại CO thì nó có tán lực cao hơn oxy tới 210 lần. Do đó CO sẽ cạnh tranh vị trí gắn oxy. Đồng thời nó khả năng đẩy oxy ra khỏi các tập oxy trong hemoglobin. Khi mà con áp CO mà đạt 0.7 mmHg thủy ngân thì nó phải gây tới tử vong. Đây là cái chức năng tạo mét hemoglobin. Đó là khi mà sắt 2 cộng của hem bị oxy hóa sẽ biến thành sắt 3 cộng. Hem chỗ này là gì? Có thể là sắt 2 cộng biến thành sắt 3 cộng. Nó có số của lý duy trì này. Nó bị oxy hóa cái sắt này. Và làm cho cái bệnh nhân nó trở nên mất cái chức năng của oxy hóa khó khăn. Một số của lý duy trì có. Đó thì hemoglobin sẽ nó mất khả năng gắn oxy nên không còn chức năng vận chuyển oxy nữa. Bình thường thì mét hemoglobin duy trì ở dưới mức 1% nhờ cái hệ thống tử của hồng cầu, cụ thể đó là cái hệ thống NADH. Còn cái tính chất nữa của enzyme đó là enzyme có tính chất oxy hóa tử nhờ cái thì bây giờ là không cái gì như này vui vui không có ai sắp trùng bằng sinh già không sắp trùng sinh già không sắp trùng xong thì sắp sao sư bộ tại sao sư bộ tại sao sư bộ tại sao sư bộ để cái gì làm cho mắt hâm hai không? Chẳng có thường hết. Catalan đâu? Bất thường mới vừa bị chạy xong mà tôi cũng thành đó nó nhiều đến mà mình đọc hiển nhiên một điều là nhỏ oxy dần vào trong vết thương thì nó sẽ sưng mọc lên đúng không? Cái sưng gì? Ha? Kèm theo một số thì cái bóng rét, chưa? Bóng rét. Đây là lên bọt nè, lên bọt thì tạo thành cái phân tử oxy lại nha, rồi bọt. Không phải phản ứng tỏa nhiệt này. Phản ứng tỏa nhiệt. Đây là cái gì? Nằm chỗ này. Hemoglobin nó có tính chất như là một cái oxidoreducta xúc tác cho phản ứng, xúc tác cho phản ứng. Thì như vậy khi chúng ta nhỏ H2O2 vào trong một cái vết thương, trong vết thương đó nó có hemoglobin. Thì hemoglobin này có hai dạng. Một á là nó còn nguyên vẹn, hai là bị biến tính. Biến tính tức là để ngoài môi trường nó khô trong ngày gì đó mà qua nó có thể bị biến dạng thì nó vẫn còn cái hoạt tính ha, vẫn còn cái hoạt tính như là enzyme catalase. Thì catalase nó làm cái gì? Nó phân giải H2O2 này thành nước và oxy. Cho nên khi chúng ta nhỏ cái H2O2 vào trong cái mô nào, bất kỳ cái mô nào mà nó có mẫu, có hồng cầu trong đó thì nó giải phóng ra cái đó. Mà đấy khi nó giải phóng ra thì nó có tính sát khuẩn là nhờ cái này. Sát khuẩn là nhờ oxy nguyên tử. Chưa? Cái oxy nguyên tử sát khuẩn bằng cách nào? Thứ gì? Bên cạnh chúng ta bằng cơ chế nào? Một là nhiệt thấp out of down ở nhiệt độ như sắt
Rồi. 121 độ. Thì nó có tiêu chuẩn là ngoài đó. Rồi thứ hai đó là chúng ta sử dụng sấy khô hoặc là hóa chất. Đúng chưa? Thế tất cả những cái điều đó để làm cái gì? Để tác động vào cái gì? Cái màng vi khuẩn trên, cái màng vi khuẩn nó có gì? Thì cái oxy này nè, nó sẽ làm biến dạng peptido. À, nó sinh hóa phần đó thì nó sẽ giải phóng vỡ con vi khuẩn nó ra, phá cái màng vỡ con vi khuẩn nó ra, cái cơ chế tiêu trùng nó làm như thế, được chưa? Rồi tiếp.
thì nó cộng bỏ vào cái gió, muốn bỏ gió này nó sẽ cộng thêm cái KI nữa, muốn gió nó tăng thêm phải bỏ vô cái mũi KI trong đây nha. Rồi ba cái cồn thì thôi cồn vẫn có tác dụng và iốt vẫn có tác dụng. Tại sao iốt nó có tác dụng? Iốt này nó là một chất dễ, một kim loại dễ thăng hoa, một kim loại dễ thăng hoa và nó có tính sát khuẩn. Khi nó bay hơi lên như thế này nè thì nó làm cho những cái phân tử đó, nó kéo theo và nó làm biến tính luôn, là tác dụng là biến tính protein đó. Hoặc là ion bạc, ion bạc thì nó vẫn có tính tác dụng sát khuẩn, nó tấn công vào trong cái này, cái bào đây là một kim loại nặng, nó tấn công vào trong cái bào nó nằm trong đấy, tác dụng đòn đi chết luôn cùng. Rồi được chưa? Về mặt bản chất á, cồn iốt này nó sẽ hai cái điểm đầu tác dụng nó tốt hơn. À, nhưng iốt này một số dân châu Âu hoặc những nước Ấn, Việt Nam thì chưa thấy, nhưng mà sao chắc là một cồn đó, nên là cái màu của nó đen đen nên là cái cảm giác nó có sự tốt nhất vẫn là cái cồn này, cồn đó. Mỗi Gracias.
về bệnh beta thalassemia là bệnh gây ra do giảm hoặc mất hẳn sự tổng hợp chuỗi beta globulin. Các đột biến thay thế mất hai một một vài gấp ba giờ làm giảm thưởng đến quá trình sao chép hai về anh bị bài giật não. Chỉ có một vùng gây mã hóa cho chuỗi beta globulin trên nhiễm sắc thể số 11 nên đột biến điểm tạo thành hai dạng bệnh. Bệnh thứ nhất là bệnh beta O còn gọi là major beta thalassemia. Có những bệnh như là bệnh coli thiếu máu nặng do đột biến ở một số bộ ba mã hóa làm thành mã chính hết chứ không tạo được ARN thông tin đầy đủ. Thứ hai là bệnh beta cộng là bệnh thiếu máu nhẹ do các đột biến ở đoạn đầu hay đoạn cuối sao chép làm rối loạn quá trình sao chép ARN thông tin gây giảm tốc độ tổng hợp của chúng ta. Và các chuỗi còn lại thì nó dính vào màng hồng cầu, nó làm hồng cầu dễ vỡ gây thiếu máu. Cái dòng thứ là dòng chỗ bây giờ thì là mình sẽ mã chấm hết, mã chấm hết kết thúc, mã chấm hết, mã kết thúc. Dạ em sẽ thấy kỳ vậy, đúng em làm thấy không kỳ kỳ vậy. Tức là cái bộ ba mã hóa cho cái colon này là tới đây là không có chấm hết này, chấm hết. Mà không dám sửa, chứ phải sửa. Mà không phải sửa lại. Người ta nếu đọc cái bài này người ta sẽ hiểu rằng là để tổng hợp hen thì nó phải qua cái giai đoạn số 1 và tạo thành cái này rồi nó mới đến giai đoạn 2 ha. Nhưng cái ala này nè, ala này nó là cái nguyên liệu để tổng hợp nên cái hẹp ala cộng với lại acid amin là glycine thì nó là cái nguyên liệu tổng hợp. Thì cái ala này nó sinh ra từ đâu? Sinh ra từ đâu? Tất cả phản ứng chúng ta nằm ở trong tinh thể, nằm ở đâu? Thì cái ala này là từ quy trình nào nó mới ra cái này? Cái này làm rõ ra chưa rõ, rất là chung chung. Rồi, như thế này.
Tại vì nếu chúng ta sử dụng cái sơ đồ này á thì nó sẽ không liên quan đến cái loại vitamin của chúng ta hết á. Bây giờ thiếu máu là bổ sung vitamin vô thì bổ sung máu. Thiếu máu. Bổ sung những cái vitamin nào là bổ máu. B6. B12. Thì trong cái giai đoạn chúng ta sẽ có vitamin B5. Rồi bình thường chúng ta sẽ có cái phân tử ALA ở trong cơ thể chúng ta ha. ALA. Cái điều này giải thích nào? Có cái xét nghiệm này là chưa? Em có nghe thầy. Đây là nó. Alpha. Hoặc là delta, có hai dạng alpha delta. Rồi cái này viết lại thôi, quên lại thôi, viết lại thôi. Cái này vào giai đoạn này tám bước, hàng tám bước tổng hợp lên tám cái phản ứng. Rồi trong đó là ghi rõ ra vai trò vitamin làm gì, vitamin B6 làm gì, chưa? Sơ qua cho chúng ta biết chúng ta sẽ có gì, nguyên liệu tổng hợp của chúng ta ban đầu là lysine, đúng chưa? Lysine và ALA, đúng chưa? Nó để mặt hóa lysine ở bình thường là dưới dạng thì bất hoạt ở trong cơ thể chúng ta, nó là một acid amin bị bất hoạt. Để hoạt hóa chúng ta cần một loại vitamin để hoạt hóa lysine, và lysine này kết hợp với phân tử ALA. Đầu tiên hai phân tử ALA này nó sẽ kết hợp lại với nhau, đúng chưa? Đúng chưa? Rồi như vậy chúng ta biết lại nguyên chương trình của tám cái giai đoạn đó, thì từ cái giai đoạn nó sẽ có cái vai trò vitamin khác nhau. Để tổng hợp cái ALA này chúng ta cần vitamin này, đúng chưa? Rồi để hoạt hóa lysine chúng ta cần vitamin này. Vì sao? Để giải thích vì sao chúng ta phải cần những cái vitamin này để chúng ta kích hoạt cái quá trình chúng ta tạo ra cái hệ ở trong phần đó. Và khi kết quả xét nghiệm là urobilinin 1 và nước tiểu 0.
cái yêu bọc phim nitrogen để các oxyla đó, là cái người bệnh cũng là bị nhạy cảm ánh sáng và kết quả xét nghiệm thông thường nó tăng cái yêu bọc phim viên một trong nước tiểu. Cái cô vô bọc phim nitrogen oxyla là bị nhạy cảm ánh sáng, đau bụng, triệu chứng tận tâm thần kinh và nó tăng ALA, BBG và cô vô rồi bọc phim nước tiểu. Và cái proton của fibrinogen oxida là nó nhận nhạy cảm ánh sáng, đau bụng, triệu chứng tăng thần kinh và kết quả xét nghiệm mà nó tăng cái ALA, BBG và cobo và fibrin trong nước tiểu. Và cuối cùng là ferritin vì nhạy cảm ánh sáng và nó tăng cái proton của fibrin 3 trong phong. Do cái gì? Thứ nhất là nếu như thấy là cái ALA là cái nguyên liệu đầu tiên để chúng ta tổng hợp lên cái hồng cầu, đúng chưa? Hai nguyên liệu ALA, đúng chưa? Đây tổng hợp lên cái heo. Thì bây giờ nếu mà chúng ta thấy là xét nghiệm những cái enzyme này, kết quả xét nghiệm thì tiến máu thì nó không tổng hợp, không tổng hợp thì nó giảm, thì nó dẫn đến cái hồng cầu giảm hoặc là cái bào máu nó giảm. Thì tất cả những triệu chứng là triệu chứng của đau bụng, rồi nó có thể là hay quên con các thứ rồi đó, chưa đến nỗi gọi là triệu chứng mà tâm thần kinh. Sửa lại hoặc là có thể rối loạn một cái gì đấy, cái chữ này thì nó quá rộng. Cái bệnh nhân là tâm thần cũng nằm đó, thiếu máu và dẫn đến tâm thần cũng hơi căng nha. Rồi nhạy cảm ánh sáng rồi cũng được. Bilirubin gián tiếp tự do thì bilirubin gián tiếp
hemoglobin hoặc là tiết. Mà là cái gì? Cái phản ứng này gián tiếp có nghĩa là người ta sẽ thông qua một cái chất, chất này chắc là chất hòa thôi. Chất nào cũng được. Chất nào cũng được. Bởi vì bản chất của bilirubin gián tiếp là nó không tan, tự do là nó không tan thì nó không phản ứng được với lại cái gì đó. Như vậy thì muốn nó tan thì phải thông qua một cái chất hòa tan. Nói trong xét nghiệm mình có cái chất hòa tan như thế này. Trong thuốc huyết học, có chạy thuốc huyết học không? Ai chạy thuốc huyết học không? Tài mẫu em mới làm nó không xây, nó không xây, bỏ vô, bỏ hồng cầu. Ừ, thì trong đó nó có cái gì? Thật tên của nó là tên của cái loại hóa chất đó, trong cái loại hóa chất đó có cái gì là để giải hạn của nó, thì để giải máu không có nó đâu, không bao giờ nó đi trong chai gì đó, không có tinh thần đâu, có hình hồn có cái tên nữa. Đúng đúng, chạy đang chạy thuốc gì, chạy thuốc gì của hãng nào, đang chạy cái gì của hãng nào, của tinh thần đó này. À, máy máy gì? Ờ, ông cũng dùng đó. Như vậy mà, đúng rồi. Thì nó có đem cái hemoglobin cũng đâu để gì được. Anh biết cái tên để có được. Hemoglobin nó là cái tên thôi, cái tên đấy. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Trong những cái chất đó, chúng ta có cái azua. Rồi đó là những cái chất mà chúng ta hòa tan đó, hoặc là cái này, hoặc là ăn cơm, hoặc là những chất hòa tan nữa là ceton và vân các thứ. Những chất nào đó là chất dẫn để hòa tan bilirubin này, sau đó phản ứng thì gồm là gián tiếp, còn trực tiếp là nó tan bỏ vào phản ứng luôn. Còn cái kia chúng ta phải nhỏ thêm một giọt chất hòa tan gì đấy vào trong đó ha. Rồi tiếp là gián tiếp, thì như vậy thông qua một chất khác phản ứng, phải thông qua một chất khác thì gọi là gián tiếp. Rồi ở đây chúng ta là quay lại cái con đường chuyển hóa của gen mật á, chúng ta nói rõ hơn cái vấn đề đó chưa rõ. Nó có cái sơ đồ, thì trình bày cái sơ đồ đó, thì nó sẽ dễ hiểu mà. Sơ đồ nó sẽ đi từ cái gì? Từ cái hem tạo thành cái bilirubin, tạo thành cái bilirubin. Nên là chúng ta sẽ ở đây nó kết hợp với albumin, tính gan để tạo thành cái bilirubin liên hợp, nó sẽ được ngoài. Rồi bắt đầu trình bày cái sơ đồ trong cái tuần này, chúng ta trình bày những cái sơ đồ của chương trình gan mật đó, gan gan ruột, gan ruột đó.
thì bilirubin nó sẽ đi như thế nào mà nó tái hấp thu như thế nào, giải thích nguyên cái cơ chế đó, thấy được hai vai trò là phân và nước tiểu. Chúng ta nó có hai cái màu này, hai cái màu vàng nó do cái gì? Nó trình bày cái sơ đồ rồi cũng nói gì đó trên đó. Bilirubin liên hợp theo mật đổ vào đường non và 90% thì được tác thu ở ngoài tràng theo tĩnh mạch cửa về gan, 10% nó xuống lại đại tràng và tại cái ruột già thì bilirubin liên hợp thì phân giải phóng ly tự do và cử thành các hợp chất urobilirubin và khoảng 20% còn lại được tác thu về gan và phần lớn là urobilirubin bị oxy hóa tái tạo bilirubin đổ trở lại vào mật và phần còn lại sẽ đào thải ra nước tiểu qua thận và ra ngoài để oxy hóa thành urobilin. Phần urobilin gen còn lại ở ruột sẽ được đào thải theo phân ra ngoài, một ít sẽ bị oxy hóa trong không khí thành tetrobilirubin, oxy hóa ở không khí. Đâu không nói một ít sẽ bị oxy hóa, nó sai rồi đúng không? Tất hết đây đọc tên xem, khi ra ngoài các hợp chất không màu còn lại tiếp tục được oxy hóa bởi khí, bởi oxy của không khí tạo thành sản phẩm là không màu gọi là tetrobilin, còn của mình là một ít sẽ bị oxy hóa bởi không khí tạo thành. Phần đó là chuyển hóa bilirubin và các bệnh lý về màng da, bilirubin trong cơ thể
dọc vào bao nhiêu? Tùy mà cái chỗ này thì em lấy tài liệu sách không, còn mỗi chỗ mình làm mỗi máy nó sẽ khác nha. Đúng rồi, chưa đúng chẳng, chưa đúng chẳng, chưa đúng chẳng. Rồi số cái số của chạy xe là gì? Về bản chất của nó, bản chất của gọi là chỉ số bình thường đó. Cái chỉ số bình thường nó là bao lâu ra? Nó cũng liên quan tới vấn đề này. Chỉ số bình thường đấy không? Cái số này của Việt Nam nó sẽ khác với con số này của châu Âu. Tiêu chuẩn chưa? À, như vậy hai con số này nó khác nhau mà chúng ta đem đi áp dụng thì đúng hay sai? Về bản chất đúng hay sai? Đương nhiên là sẽ ra. Như vậy thì cái con số này ở đâu ra? Chỉ số bình thường này là ở đâu ra? Trong sách lấy từ đâu ra? Cái chỉ số này, phải như được nghiên cứu dựa trên những cái tiêu chuẩn. Thứ nhất, trong quần thể đại diện, nó có rất nhiều vấn đề này để chúng ta nghiên cứu. Quần thể đó phải đại diện cho ví dụ như là Việt Nam đấy, đây cái tiêu quần thể đó đại diện dân tộc là Kinh, Nam là bao nhiêu ký, khỏe mạnh gì nữa, vân cái thứ rồi chọn ra thì chúng ta mới làm nên mới được cái chỉ số này là một cái chỉ số đại diện cho quần thể đó. Chỉ số bình thường đại diện cho quần thể đó, tức là qua phải thông qua vấn đề nghiên cứu mà các chị sẽ sau khi chúng ta ra trường chúng ta làm cái đấy nó sẽ cái này nha. Còn cái sách đó, nó viết 5-10 năm trước thì viết có số, phải tất cả quy chuẩn phải dựa vào trên các nghiên cứu trên một cái quần thể nào đấy thì mới đúng. Được chưa? Đúng rồi. Cho nên về nguyên tắc là mình đã bị sai cái phần đấy. Về nguyên tắc là mình đã sai cái phần đó. Cái test là khác, hai chuyện test là khác. Cái chuyện test là khác, nhưng chỉ số bình thường mà chúng ta tham khảo á thì phải dựa trên những nghiên cứu trên cái quần thể đó. Còn ý chứ chị nói là cái kiểm chuẩn hay cái gì đó thì khi nó đưa vào trong cái máy, test cái máy á, hoặc là cái máy nó đưa ra thì cái đó nó không phải đại diện cho cái quần thể của Việt Nam. Lấy từ bệnh viện khác, vấn đề bệnh viện khác lấy từ đâu? Bệnh viện khác họ tự nghiên cứu, tự khảo sát, ví dụ như ngày mai bác sĩ lấy cái đó. Thì đó là phải dựa trên những cái công trình nghiên cứu của những người đó để người ta mới ra được cái chỉ số bình thường này. Tất cả những cái chỉ số mà chúng ta lấy đó phải dựa trên cái nghiên cứu mà chị nói đó. Chúng ta có thể áp dụng được từ, không phải là mình bắt đầu mình tự xây dựng thì bao giờ chúng ta xong cái chỉ số bình thường, có thể dựa vào những cái nghiên cứu mà chính xác là dựa vào những nghiên cứu trên cái quần thể đó. Đúng chưa? Rồi không có dựa vào cái máy, ví dụ cái máy này cho ra kết quả từ đây tới đây là không có đúng. Máy là chuyện máy, còn cái chuyện chúng ta phải hiểu được cái bản chất của nó. Còn chuyện máy để chuẩn cái máy thôi. Rồi và cái con số này chúng ta sẽ cho cái con số cụ thể ha, bao nhiêu toàn phần là bao nhiêu? Đến và
đơn vị các chị sử dụng là miligam trên lít hay là miligam phần trăm miligam đại sứ lít thì mình cũng sử dụng cái miligam trên đại sứ lít tự nhiên bilirubin đã cuối cùng sắc tố mật muối mật là gì, có hiểu được sắc tố mật muối mật sần sạt, sần sạt và giống như sữa, cái từ đó cái từ án việt là, tức là nó chỉ cái từ hòa tan nhưng mà không hoàn toàn, hòa tan tính chất hòa tan không hoàn toàn giống như sữa, tính chất giống như sữa, sữa của mình cũng là, ta sẽ gọi sữa của con bò cũng là dạng từ rồi để giúp chúng ta tiêu hóa cái mỡ trong cái này và cái